Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình nha. Mình là Hiếu Quang Hữu đây. Thì tiếp tục hôm nay mình cũng chơi tiếp Quang Hữu thôi mọi người, với cái số vốn là 2,5 m nha. Thì mình đang chơi là con game Beatbox. Thì anh em nào mà thích chơi và thích trải nghiệm thì đừng lên tải game, mình có bỏ trên phần mô tả với lại dưới bình luận nha mọi người. Anh em nào mà chơi thì tải về nha. Rồi hôm nay thì mình sẽ chiến tiếp cái con sổ đó chất cây nha mọi người. Cũng mức cược là 180k thôi. Và anh em nào mà đang xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Còn anh em nào mà thích xem nữa thì anh em bấm theo dõi và bấm cái chuông thông báo lên nha. Thank you anh em rất là nhiều nha anh em. Và mình cũng có random video nha mọi người, thì mình sẽ gắn video vào ngẫu nhiên. Anh em nào cứ xem hết cái clip hay là anh em tìm cái chỗ nào mà random ấy, anh em thấy tên mình trúng thì hấp được cái lọc của mình nha. Lọc lá thì 20 cành thôi nha mọi người, mỗi video đều có lọc lá hết nha. Anh em nào mà muốn trúng nhiều nhiều thì anh em cứ tương tác mấy cái video của mình đi nha anh em. Ok này, quả này biết vinh nha. Thì tí nữa mình sẽ gắn cái random video bên góc tay phải thôi anh em. Thì mình coi thử cái chỗ nào đẹp đẹp thì mình sẽ gắn nha. Nói chung là mình cũng gắn random ngẫu nhiên thôi mà. Ok nào anh em ơi, lên 2,7 m rồi nè, lắc nữa rồi. Sao hay quay trái cây hay lắc quá. Ok nè, quất 320 anh em à. Rồi thì mình cũng có random video cho anh em nha. Thì video này là video hôm qua nha anh em. Ok nè, thì mình bỏ vào thôi. Hồi nãy là mấy cái clip trước rồi thì đã có người húp rồi nha mọi người. Thì mình còn một cái nữa nha. Mình còn một cái là mình kéo 500k nữa. Anh em tí nữa vào tương tác nha. Rồi chúc mừng bạn nào đây. Sorry bấm nhầm anh em. Rồi thì tiếp tục thôi nha mọi người. Vào chiến cái trò chơi thôi. Trò chơi này là trò chơi Super Trái Cây. Không biết Super Trái Cây hôm nay có đưa ta về bờ hay không, hay là đưa ta ra đảo thật là xa. Ok nè, khen này được 160k nha anh em. Rồi tiếp nào. Ây da, cái quả này được 120 thôi anh em à. Thì mình quay mấy cái hũ này thì mình hoàn toàn nhờ vào may mắn thôi anh em à. Rồi Super win luôn, 2,1 m này anh em, ngon luôn này. Ây da, hôm nay sẽ lỗi cái kênh nó độ mình rồi. Thì mỗi ngày mình đều chích ra là 2-3 m gì mình sẽ quay cái con Super cho cây cho anh em xem và giải trí vui nha. Mình thì cũng test đồ các kiểu cho anh em xem rồi đó. Anh em thấy ok thì vào mình chứng thử nha. Mình thì không có khuyến khích anh em nào mà làm theo giống cái clip của mình đâu nha anh em. Chơi thì anh em tự nguyện chơi, và may mắn thì anh em húp, xui thì anh em chịu thôi. Mình thì không khuyến khích ai chơi hết đó nha mọi người. Mình nhiệm vụ của mình là test cho anh em xem thôi, xem và giải trí cho vui. Anh em thích thì cho mình xin một like và một cái follow kênh nha. Rồi thì mình cũng lên được 3 mét máy rồi nè mọi người. Sau cái mấy cái quả big win với lại super win thì cũng lên được tạm tạm này. Ok nè, big win tiếp anh em ơi. Ngon luôn nha, gần lên được 5 mét rồi. Thì mình quay tiếp nha mọi người, thử cái super trái cây hôm nay nó nhẹ không. Nó nhẹ nữa thì cứ lên thôi, mình cũng không có ngại đâu nha. Chưa ăn được ít 2 vốn mà, mới nhẹ có 1 tí thôi à. Cái super trái cây này hôm trước thì nó cũng hút mình lắm á mọi người. Có bữa thì nó hút, có bữa thì mình húp thôi. Nói chung là quay hên xui mà. May thì về bờ, xui thì ra đảo thôi. Có bữa nha mọi người, mình quay nó không có nổi gì hết trơn á. Mình vào cái mình đi ra luôn, ảo vậy đó mọi người. Ok này, tiếp nào. Rồi, quả này cũng tạm này, được 700k. Lên lại đi bác tài. Cố lên được x2 vốn nào. Bây giờ nó làm quả super win nữa thì ngon nha mọi người. Thì mình quay anh em cũng đã thấy rồi đó. Lâu lâu thì nó nổ được quả ngon ngon, lên được tí vốn rồi cái nó hút lại hết trơn luôn. Bây giờ mong nó nổ lại thôi, còn nó không nổ thì chưa biết nữa anh em. Thì mình cũng lên cược hay là xuống cược gì đó, hay là la đặt bài gì đó anh em. Thì anh em hãy xem hết cái clip của mình thử ok không, hôm nay mình có về bờ hay không, hay là ra đảo. Ra đảo là chuyện bình thường thôi mọi người, ra đảo hàng ngày ấy mà. Ok này. Rồi giờ nó xuống lại rồi đó, thấy không anh em? Nó xuống lại chuẩn bị là 2,5 m rồi. Ai à, lỗ rồi. Ấy. Quả này ngon này, 1,66. Ok anh em ơi, được big win nha. Nếu mà quay trái cây nào mà nổ được 5 hàng này cũng easy luôn anh em à. Nếu mà năm năm trái hàng mà năm cái trái cam á, ôi rồi ngon luôn. Hay là năm cái bát thì thôi, ối rồi. Nhưng mà nó không có nổ đâu anh em à, mình nói thì mình nói cho vui thôi, chứ năm cái vuông miệng với lại năm cái bát thì hơi bị khó đó. Còn cam thì cũng có khả năng nha anh em. Cam ấy là nó cũng ít thôi,
nhưng mà nó cũng ok lắm anh em à, nếu mà 5 cam đấy. Nhưng mà mình thì thấy mấy cái đấy thì nó cũng có khả năng nổ thôi, chứ bát đâu. Ui dồi ôi, ba cái bát nha anh em. Rồi quả này được nhiêu đây, mình thấy là bát đồ nó khó nổ là 4 cái chứ đừng nói chi là 5 cái. Rồi mình sẽ lên 450k liều thôi anh em à, liều ăn nhiều nha. Ngoài hên hên thì nó làm quả super win về bờ luôn, xui xui thì thôi anh em ra đảo chứ có gì đâu, miễn là có clip cho anh em xem và giải trí ok rồi. Rồi quả này được 1 mét nè, tiếp nha mọi người. Cứ khô máu với mất cược là nhiêu đó thôi. Rồi cái quả này big win anh em ơi, 4,5 mét thôi chốt nghỉ luôn nha anh em. Đó thấy chưa, lâu lâu rồi được quả vậy thì chốt nghỉ luôn thì mình chắc chắn mình có lời rồi. Game này nè có khả năng nó sẽ bịp, nó hút lại thôi thì mình nghỉ thôi anh em. Rồi thì con game mình đang chơi và trải nghiệm thì con game BigBoss, anh em nào mà thích chơi và thích trải nghiệm thì đường link tải game mình có bỏ trên phần mô tả với lại dưới bình luận nha anh em. Anh em nào mà chơi thì cứ tải game về, mình có hỗ trợ coder cho anh em test và trải nghiệm thử nha. Và anh em nào mà mới tải game mà nộp 100k thì nó có khuyến mãi 58k trong game nữa nha mọi người. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và mình subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nha.